test cái Yamaha này. Khá đẹp nhé. Và dùng cái line mất cái lắp này. Cái này có chỉnh bát chép trực tiếp trên này nhá, có khiển setup luôn nhá, bát này, chép này. Đấy, lắp dựng nghĩa vẫn còn đẹp này, khá đẹp nhá, có khiển hỏng nha anh em nhá. Kênh luôn này, đang để đánh hai loa thôi. Cái này nó có 6 kênh in này, 6 kênh in là cắm từ thiết bị ngoài vào này. Như ví dụ như box. Test luôn các cổng nhá. Đây đang đánh cổng quang với cả AV này. Rồi em sẽ rút một cổng ở trước nha. Sau bên phải này. Sau bên trái đây. Rồi, cổng center đây, center thì phải chỉnh cái chế độ khác. Chỉnh chế độ. Đây, vẫn để nguyên nhá. Em sẽ chỉnh chế độ khác thì nó về nhận được. Đây là chế độ này thì nó không ra tiếng, xem chờ. Đây em sẽ chuyển sang chế độ khác thì đấy. Ok, chế độ này nó sẽ ra được hết tất cả các cổng, mấy chế độ này sẽ ra được hết các cổng này. Rất nhiều.